Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Giới thiệu với các bạn một cái phôi mai rừng dáng thú ha, dáng thú rất là đẹp các bạn. Có chân trước chân sau ha, sống lưng dảnh lên ha, ngon lành ha, lượng lượng rất là đẹp nha, bụng này kia ngon lành. Cây này chịu khó, nó hơi gọi là hơi mạo hiểm ha, này anh em chơi chịu khó ghép rễ này kia cho nó, chứ còn mà không ghép rễ thì cũng rất là nghiệt ha. Cây đặt quẹo ha, như con mã, như con ngựa nha các bạn nha, như con ngựa phi về phía trước ha. Hoành bụng của nó là 57 các bạn, 56, 56, 57 ha. Hoành đầu mà cắt trên của nó là 47. Chiều dài đế ha, đo chiều dài đế cho anh em ha. Chiều dài đế của nó là 80. Chiều dài đế 80. Và chiều cao của nó là 65, từ chân lên đến đầu mà cắt trên nó là 65 ha. Cây rất là nghiệt ngã ha, anh chị em nào yêu thì liên hệ ha, cây này rất là dữ nha các bạn nha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1.200.000, bao gồm phí vận chuyển ha, 1.200 rừng, 1.200.000 bao gồm phí vận chuyển, anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Mai rừng giá thú nha các bạn nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc tất cả các bạn một cái mùa lễ Vu Lan an lành và hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn.